Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 222 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share video để ủng hộ cho kênh, và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình để chia sẻ những nhận xét quý báu của quý vị để kênh phát triển hơn. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Kỳ Linh Kiều Trần lập tức nhìn chằm chằm về phía xa xa ngọc thạch lớn cỡ bằng bàn tay ở trong thần tướng mặc khải giáp màu đen bên trên vương tọa đang cầm. Hai người bọn họ đều từng được nhìn thấy động minh ngọc phù, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra được. Bác Minh đạo hữu, Kiều Trần đạo quân. Quang mang ở bên cạnh hội tụ tạo thành một nam tử mặc áo bào màu trắng, chính là Giới Linh Bồ La. Giới Linh Bồ La mỉm cười nói: "Chúc mừng các ngươi đã tới được đến tầng thứ hai thế giới. Bất quá các ngươi nên tới nhanh hơn. Tiểu Thánh chỉ vẹn vẹn dùng một năm đã đi tới được tầng thứ hai thế giới rồi." "Sao? Chỉ vẹn vẹn một năm ư?" Kỳ Linh cảm thấy trong lòng mình trầm xuống. Mình đã học xong thức thứ 9 tâm túy, thế nhưng ngay cả liên thủ với Kiều Trần cũng phải hao phí gần 10 năm. "Cho nên đối thủ của các ngươi chẳng những là mấy người Hiểu Mộng đạo quân ở đằng sau, Tiểu Thánh cũng là đối thủ của các ngươi. Một khi hắn đạt được một khối động minh ngọc phù, chỉ sợ hắn sẽ đạt đến đoạt của các ngươi thôi." Giới Linh Bồ La chỉ về phía trước. "Chỗ đại sảnh cung điện này có 134 cây cột. Bên trên mỗi một cây cột đều có rất nhiều pháp môn mà Tây Tư tộc để lại. Nếu như thời gian của các ngươi đủ, như vậy cũng có thể đi tới mà tìm hiểu." Kỳ Linh Kiều Trần đều lướt mắt nhìn Giới Linh Bồ La. Tìm hiểu ư? Tất cả mọi người đều đang tranh thủ thời gian đoạt đồ, sao có thể nhàn nhã đi tìm hiểu được đây? Hơn nữa, trở thành đạo quân đỉnh phong, pháp môn bình thường tối đa cũng chỉ có thể coi như là tham khảo một chút mà thôi. "Trong cung điện, các ngươi cần phải đánh bại 6 gã kim giáp thần tướng này, lại đánh bại 3 gã xích giáp thần tướng kia, cuối cùng lại đánh bại hắc giáp thần tướng. Sau đó các ngươi mới có thể chém giết đoạt động minh ngọc phù được." Giới Linh Bồ La cười nói: "À đúng rồi, phù văn hạch tâm ở trong lồng ngực của bọn hắn chính là chỗ yếu hại của bọn hắn. Chỉ cần các ngươi đâm chúng thì bọn hắn sẽ phải nhận thua. Nhanh lên, tốc độ của các ngươi rất nhanh, có lẽ còn có thể cướp đoạt được những động minh ngọc phù khác nữa. Tốc độ chậm ngược lại sẽ bị người khác cướp đoạt." Giới Linh Bồ La nhếch miệng cười, sau đó hoàn toàn tiêu tán. "Lên!" Kỳ Linh Kiều Trần hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp mà vọt tới. "Chỉ vẻn vẹn hai gã đạo quân cũng đã dám tới đây sao?" Sau gã kim giáp thần tướng đang đứng ở đó nhìn lẫn nhau rồi cười cười, đồng thời bắn ra xoẹt xoẹt. Mỗi một người trong bọn hắn đều nắm một thanh trường kích màu vàng, đồng thời nhanh chóng vọt tới trước. Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay cũng bay lên, trong nháy mắt khi tới gần lại lập tức biến thành sóng nước mãnh liệt. Kỳ Linh hiện ra ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh tóc cổng kiếm nhào tới. Bỗng nhiên hắn lại đột nhiên tiêu thất, không còn tung tích. Xoẹt. Sau gã kiếm giáp thần tướng đồng thời đâm trường kích trong tay về phía trước. Phanh 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 phanh. Sóng nước bùng nổ, kình lực vô hình từ bốn phương tám hướng càn quét qua, khiến cho Kỳ Linh đang thi triển vô ảnh độn thuật cũng phải hiện ra thân ảnh. "Cút ngay cho ta!" Kỳ Linh vô cùng dũng mãnh bay nhào qua, sau đó lại thi triển ra trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Chỉ thấy sáu đạo sương mù dày đặc càn quét và nghiền áp qua, tiếng phành phành vang lên không dứt. Sáu gã kim giáp thần tướng dùng trường kích công kích, lực lượng phản kích làm cho kim giáp thần tướng đều bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau. "Ồ, thật mạnh, một người lại có thể áp chế được sáu người chúng ta hay sao?" Sáu gã kim giáp thần tướng nhìn nhau. "Cẩn thận!" Kỳ Linh truyền âm cho Kiều Trần giáo chủ nói. "Sáu người bọn hắn đều là đạo quân đỉnh phong, không ngờ lại là sáu đạo quân đỉnh phong, rất có ý tứ." Kiều Trần giáo chủ mang theo sóng lớn vô tận lại lần nữa giết tới. Kỳ Linh lại càng thêm bá đạo, kiếm quang của hắn hóa thành từng đạo sương mù dày đặc. Cần phải biết rằng Bắc Khổng kiếm đối với kiếm thuật của Kỳ Linh có thể tăng phúc uy lực rất lớn. Hiện tại có tâm kiếm thuật phụ trợ, chiến lực của Kỳ Linh quả thực là rất kinh người. Kiều Trần kiềm chế hai gã đạo quân đỉnh phong, Kỳ Linh một mình độc chiến bốn người. Vèo. Khi thì biến mất vô tung, khi thì quỷ dị hiện lên, kiếm quang có sương mù dày đặc, chính là trung cực kiếm đạo chi vô ảnh. Một kiếm đã đâm vào nơi quan trọng nhất trên ngực của kiếm giáp thần tướng.
cũng chính là chỗ có phù văn chói mắt nhất kia. Sao? Tên kim giáp thần tướng kia biến sắc, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, miệng hừ lạnh một tiếng. Kiếm thật thật tốt. Sau đó hắn lập tức lùi xuống. Sáu người bọn hắn liên hợp lại bổ sung lẫn nhau, thực sự rất là lợi hại. Thế nhưng kiếm thuật của Ký Linh lại siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, lại quỷ dị khó lường, cho dù lực lượng phòng ngự của bọn hắn mạnh mẽ tới đâu thì vẫn phải kinh ngạc như trước. Kiều Trần cười to, Bắc Minh, chúng ta tranh thủ thời gian đi, tranh thủ thời gian đạt được một khỏa động minh ngọc phù, sau đó lại đi đoạt khỏa thứ hai. Ký Linh cũng cười, sau khi đánh bại một gã kim giáp thần tướng, kế tiếp hắn lại nhẹ nhõm liên tiếp đánh bại năm tên khác. Sáu gã kiếm sát thần tướng đều lùi qua một bên. Sáu gã kiếm sát thần tướng, ba gã xích sát thần tướng, một gã hắc sát thần tướng. Hiện tại ở trước mặt hai người Kỳ Linh chính là ba gã xích sát thần tướng kia đang ngăn đường. Các ngươi rất lợi hại, có thể dễ dàng đánh bại sáu tên ngu xuẩn kia. Một tên xích sát thần tướng, người cao trong đó cười nhạo. Ngươi mới là ngu xuẩn, sáu người chúng ta liên thủ có thể đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đấy. Sáu gã kiếm sát thần tướng đứng ở phía xa lập tức đều mắng lớn. Ba gã xích sát thần tướng đều cười ha hả. Đã bị đánh bại rồi thì cũng đừng khoa trương. Nhìn ba huynh đệ chúng ta đi. Ba gã xích sát thần tướng có chút đắc ý. Xích sát thần tướng người cao kia càng thêm đắc ý nhìn đám người Kỳ Linh nói. Nói cho các người biết, ở một khu vực khác kia, người mà các ngươi gọi là tiểu thánh đạo quân kia vừa mới đối mặt đã đánh bại sáu gã kim giáp thần tướng rồi, thế nhưng lại bị ba gã xích giáp thần tướng ngăn cản, đã mất hơn đến 6 năm, hiện tại vẫn bị hắc giáp thần tướng ngăn cản. Sao? Kỳ Linh Kiều Trần nhìn nhau, thực lực của tiểu thánh bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào vũ trụ chi bảo tuyệt đối có thể nghiền ép và quét ngang qua sáu gã kim giáp thần tướng. Thế nhưng ba gã xích sát thần tướng này dựa vào cái gì mà có thể ngăn cản được tiểu thánh hơn 6 năm đây? Lên! Kỳ Linh ra lệnh một tiếng. Vèo vèo! Kỳ Linh và Kiều Trần lại lần nữa giết đến. Phanh! Lần giao thủ đầu tiên, một gã xích sát thần tướng vung tay bổ ra chiến đao, bổ cho thân thể của Kiều Trần giáo chủ lập tức tán loạn, biến thành sóng biển. Bác Minh, ngăn không được, quá mạnh! Oanh! Kỳ Linh cũng giao thủ cùng với một gã xích sát thần tướng. Hai tay tên xích sát thần tướng kia đều cầm một thanh đoản côn, chỉ thấy có một đạo côn ảnh phẫn nộ bổ xuống, một đạo giống như núi cao, côn ảnh mạnh mẽ vô bì, hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm. Một cỗ lực lượng hùng hồn khiến cho Kỳ Linh không kìm lòng được mà phải lảo đảo lui về phía sau 3 bước, mà tên xích sát thần tướng kia thì lui về phía sau 1 bước. Cái gì? Kỳ Linh biến sắc. Thực lực tương đương với ta sao? Thực lực của hắn đã tiến bộ không ít mới có thể ngang hàng với xích sát thần tướng. Ba gã xích sát thần tướng liên thủ có trách có thể ngăn cản được tiểu thánh hơn 6 năm. Bác Minh đạo quân này cũng có chút thủ đoạn. Đại ca, tam đệ, cùng tiến lên. Tên xích sát thần tướng kia kêu lớn, hai gã xích sát thần tướng khác cũng sóng vai đánh tới. Oanh oanh! Ba đại xích sát thần tướng, mỗi một người đều không thua kém gì Kỳ Linh mà lại cực kỳ am hiểu phối hợp. Kỳ Linh hoàn toàn bị áp chế, tuy rằng Kiều Trần giáo chủ lần lượt đi quấy rối phá hư, thế nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng được tới đại cục. Bác Minh, bọn hắn phối hợp rất là tốt, chúng ta căn bản không có cách nào đâm trúng được phù văn hạch tâm ở trên ngực bọn hắn cả. Kiều Trần có chút nóng nảy. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, ba người liên thủ ta cũng không có biện pháp nào cả. Kỳ Linh nhíu mày nói, chỉ có thể lấy nhiều thủ thắng, nếu như có thêm vài tên đạo quân nữa liên hợp, có lẽ có thể tìm được cơ hội đâm trúng phủ văn hạch tâm trên ngực bọn chúng rồi. Hoặc là dựa vào số lượng, hoặc là dựa vào lực lượng như tiểu thánh vậy. Học được thức thứ 10 sát tâm, có lẽ sẽ có cơ hội. Dưới sự vây công của ba gã xích sát thần tướng, cho dù kiếm thuật phòng ngự của Kỳ Linh cực kỳ lợi hại thì cũng có thể chỉ có thể chống cự được mà thôi. Dưới loại áp bách cực hạn này, hắn đang bắt đầu tìm hiểu tâm kiếm thuật thức thứ 10 sát tâm. Thời gian trôi qua, thời gian lại đi qua nửa năm. Kỳ Linh Kiều Trần vẫn đang chém giết với ba gã xích sát thần tướng như trước. Đương nhiên hai người bọn họ vẫn đang ở vào trong thế yếu, hoàn toàn bị nghiền áp. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ vang vọng, vang dội toàn bộ xích ba điện. Bất kể là đám người Kỳ Linh Kiều Trần, Lê Tinh Công Chủ, Hành Vân Công Chủ, Thạch Cửu, Tư Gia, Tuyết Hoan đang ác chiến ở tầng thứ 2 thế giới,
hay là đám người Hiểu Mộng đạo quân, Duyên Hổ đạo quân, Thiên Tàn đạo quân, Tinh Vương, Hử Nhai Vương, Quang Minh Vương, Thiên Phủ đạo vương, Trần Vũ Ma quân vẫn còn đang ở trong tầng thứ nhất thế giới, cũng đều nghe được tiếng nổ vang này. Chư vị đạo quân, thanh âm của Giới Linh Bồ La quanh quẩn mỗi một chỗ ở trong Xích Ba Điện. Ba miếng động minh ngọc phù, hiện tại tiểu thánh đã lấy được miếng động phù thứ nhất rồi, chư vị nên cẩn thận, hắn sẽ lập tức tới cướp đoạt miếng thứ hai. Cái gì? Đáng chết mà. Năm người Lê Tinh công chủ, Hành Vân công chủ, Thạch Cửu, Tư Sa, Tuyết Thoan đều biến sắc. Bốn người Hành Vân công chủ lựa chọn một cái thông đạo giống như Lê Tinh công chủ. Bốn người bọn họ liên thủ xông qua tầng thứ nhất thế giới, tốc độ so với đám người Kỳ Linh còn nhanh hơn một chút. Đây là chỗ tốt của số lượng, đương nhiên cũng là bởi vì hai người Thạch Cửu, Tuyết Thoan đều am hiểu phòng ngự, khi xông qua tầng thứ nhất thế giới cũng có chút am hiểu. Nhanh lên, không tốt rồi, chúng ta phải nhanh lên, chư vị, chúng ta liên thủ. Ở bên trên ba hành lang không gian của tầng thứ nhất thế giới cũng có một ít đạo quân đỉnh phong, mỗi một người trong bọn hắn đều rất là nóng lẩy. Bên bọn hắn vẫn còn đang ở tầng thứ nhất thế giới, thế nhưng không ngờ tiểu thánh đã có được động minh ngọc phù. Trong lòng Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều trở nên lạnh lẽo, bọn hắn ngay cả ba gã xích sắt thần tướng cũng không có đánh bại được, thế nhưng không ngờ tiểu thánh lại đắc thủ được rồi. Nói không chừng tên tiểu thánh kia sẽ lập tức tới đây đoạt của các ngươi. Ba gã xích sắt thần tướng kia vẫn còn đang rảnh rỗi trêu chọc bọn hắn. Các ngươi cũng không cần sợ, một khi tiểu thánh đến thì chúng ta cũng sẽ ra tay ngăn cản, đến lúc đó các ngươi cũng vây công tên tiểu thánh kia. Hai người các ngươi cộng thêm ba người chúng ta vây công hắn, như vậy chẳng phải có thể dây dưa được với tiểu thánh rồi hay sao? Ba gã xích sắt thần tướng đưa ra gợi ý. Bọn hắn ở trong năm tháng vô tận sinh hoạt trong cô tịch vĩnh viễn ở trong Xích Ba Điện này, mỗi một lần có đạo quân đỉnh phong là thời gian mà bọn hắn sung sướng nhất. Bắc Minh, làm sao bây giờ? Kiều Trần cũng rất gấp. Nắm chặt thời gian, mau chóng đánh bại ba gã xích sắt thần tướng trước mắt này. Kỳ Linh lập tức nói, tiểu thánh đắc thủ chỉ sợ tất cả đạo quân đỉnh phong đều sẽ nóng nảy, thậm chí có khả năng sẽ có 7-8 người, thậm chí còn có rất nhiều người hơn nữa cùng liên thủ lại. Bọn hắn sẽ dễ dàng thông qua tầng thứ nhất thế giới giết đến tầng thứ hai thế giới này, đến lúc đó sợ rằng chúng ta sẽ không thể yên tâm đối phó với xích sắt thần tướng được rồi. Đúng vậy, Kiều Trần cũng đồng ý. Trong bài danh của các đạo quân trong vô tận cương vực, đạo quân đỉnh phong công khai chỉ có 20 tên, những người còn lại cộng thêm một ít người rất là nội liễm, nhất định sẽ có hơn 30 vị. Tuy rằng đám sắp sĩ trong hành lang không gian tầng thứ nhất thế giới rất khó đối phó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là đẳng cấp thứ hai mà thôi. Nếu như 7-8 tên đạo quân đỉnh phong liên thủ lại, tuyệt đối có thể rất nhanh thông qua được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Kỳ Linh cũng gấp gáp. Giết! Kỳ Linh, Kiều Trần càng thêm xúc sức mà liều mạng. Mặc dù thực lực của hai người các ngươi cũng không tệ, thế nhưng muốn đánh bại chúng ta còn chưa đủ đâu. Không có tác dụng đâu, các ngươi vẫn nên chờ các đạo quân khác tới liên thủ đi. Ba gã xích sắt thần tướng liên thủ lại áp chế Kỳ Linh hai người bọn họ. Giết! Giết! Trong lòng Kỳ Linh càng thêm vội vàng. Hắn hiểu thời gian đã không còn nhiều nữa, mà hiện tại hy vọng duy nhất của hắn ở bên trên thức thứ 10 sắp tâm trong tâm kiếm thuật. Hắn lần lượt thử, hắn đã tìm hiểu thức này nhiều năm, thế nhưng vẫn một mực không hiểu được. Ồ, hiện tại tiểu thánh đã đến bên trong đạo không gian chỗ đám người Lê Tinh công chủ rồi. Bất quá là bị đám người Lê Tinh công chủ và năm tên đạo quân đỉnh phong liên thủ ngăn cản lại. Ta đoán nhất định tiểu thánh sẽ sớm buông tha, không quá bao lâu hắn sẽ đến bên chỗ các ngươi thôi. Ba gã xích sát thần tướng vẫn lên tiếng như trước. Bên đám người Lê Tinh công chủ có năm tên đạo quân đỉnh phong, thế nhưng bên các ngươi chỉ có hai. Muốn ngăn cản tiểu thánh vẫn rất là cố hết sức, nói không chừng tiểu thánh sẽ từ bên các ngươi cướp đi động minh ngọc phù. Hiển nhiên các xích sát thần tướng hiểu rất rõ tất cả các động tĩnh. Sao, còn không kịp nữa sao? Kiều Trần lại càng thêm lo lắng. Phá! Kiếm quang dày đặc giống như là từng đạo sương mù của Kỳ Linh bỗng nhiên thay đổi. Những sương mù dày đặc kia ngưng tụ lại, ngưng tụ thành hình kiếm. Đồng thời uy lực kiếm thuật của Kỳ Linh lại một lần nữa bạo tăng, tốc độ nhanh hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Cái này là sát tâm thức hay sao? Rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã hiểu rõ tâm kiếm thức thức thứ 10 sát tâm, một kiếm mạnh mẽ mang theo tín niệm từ trước đến nay chưa từng có, tín niệm vô cùng khát vọng,
Khi tín niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tâm lực và kiếm thuật phối hợp sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lúc đó tâm lực sẽ chủ động, lại càng thêm phù hợp hoàn mỹ hơn, sẽ lần lượt làm cho các uy lực của kiếm thuật càng lớn, ứng dụng trong hiện thực, khiến cho những sương mù dày đặc kia ngưng tụ thành hình kiếm. Phốc phốc, Kỳ Linh thi triển ra tích huyết thức, trung cực kiếm đạo chi tích huyết, vốn là một chiêu mạnh nhất của Kỳ Linh. Dưới sự trợ giúp của Bắc Hồng Kiếm, uy lực trọn vẹn tăng phúc lên gấp 5 lần. Mà giờ khắc này, sau khi tâm lực phù hợp, uy lực lại một lần nữa bạo tăng, trọn vẹn bạo tăng lên gấp đôi. Thức thứ 9 tâm túy, uy lực đã gia tăng 5 thành. Thức thứ 10 sát tâm, uy lực đã gia tăng lên gấp đôi. Tâm kiếm thuật dưới sự trợ giúp của Bắc Hồng Kiếm, trung cực kiếm đạo chi tích huyết của Kỳ Linh đã gia tăng lên gấp 10 lần. Một chiêu này có thể phá hủy tất cả, đem tốc độ tăng lên tới mức tận cùng. Giờ phút này, tốc độ lại lần nữa gia tăng, đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Keng, xoẹt. Xích Sắt Thần Tướng tay nắm chiến đao vẫn ngăn cản được kiếm thuật của Kỳ Linh như trước. Thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, chiến đao của hắn giơ cao liên tiếp chặn lại hai kiếm của Kỳ Linh. Thế nhưng kiếm thứ ba lại không ngăn được. Xoẹt, mũi kiếm đâm vào phổ văn hạch tâm trên ngực của Xích Sắt Thần Tướng. Sao, ta thua ư? Xích Sắt Thần Tướng lập tức ngây ngẩn cả người. Đại ca. Hai gã Xích Sắt Thần Tướng khác cũng có chút sững sờ. Dưới tình huống ba người bọn hắn liên thủ, không ngờ đại ca lại bị đâm trúng phủ văn hạch tâm. Như vậy chỉ còn lại có hai người bọn họ, còn có thể ngăn cản được hai người này hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng. Hai gã Xích Sắt Thần Tướng còn lại có chút không cam lòng dãy giụa. Được, rất tốt. Kiều Trần giáo chủ thấy thế cũng vô cùng kinh hỉ. Quả thực là hy vọng đang giảm xuống, sắp tuyệt vọng thì hy vọng lại một lần nữa phủ xuống. Bắc Minh, tranh thủ thời gian đánh bại đi. Người quá là hung tàn mà. Kỳ Linh cũng cười. Đúng vậy, hung tàn. Ba đầu sáu tay của Kỳ Linh cầm trong tay sáu thanh Bắc Hồng Kiếm đánh về phía hai gã Xích Sắt Thần Tướng này. Chỉ thấy kim quang lập lòe, rất nhanh phủ văn hạch tâm của tên Xích Sắt Thần Tướng thứ hai đã bị trúng chiêu. Sau một cái hô hấp, một gã Xích Sắt Thần Tướng cuối cùng cũng đã bị trúng chiêu mà thua trận. Quá là nhanh, kiếm của hắn quá nhanh. Uy lực của tiểu thánh kia quá mạnh. Thế nhưng dù gì chúng ta cũng có thể phản kháng được. Thế nhưng kiếm của Bắc Minh này lại quá nhanh, nhanh đến mức chúng ta muốn ngăn cản cũng rất là khó. Ba gã Xích Sắt Thần Tướng đều thua tâm phục khẩu phục. Uy lực lớn và tốc độ quá nhanh còn có thể chống đỡ được hay sao? Bởi vì thứ này đại biểu cho hai loại cực đoan. Uy lực lớn tới một trình độ nhất định thì có thể dùng lực phá pháp, không thể ngăn cản. Thế nhưng tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thì địch nhân sẽ không đụng vào được người của mình, mà bản thân mình lại có thể dễ dàng công kích được tới địch nhân. Tiểu thánh ỷ vào vũ trụ chi bảo, uy lực bạo phát rất là mãnh liệt, cho nên hắn có thể lần lượt đánh tới Xích Sắt Thần Tướng. Thế nhưng phòng thủ của đám Xích Sắt Thần Tướng lại vô cùng hoàn mỹ, cho dù bị đánh bay thì cũng không để cho tiểu thánh có cơ hội đánh trúng phủ văn hạch tâm trên ngực của bọn hắn. Cho nên tiểu thánh bị ba gã Xích Sắt Thần Tướng liên thủ quân lấy hơn 6 năm. Còn Kỳ Linh thì sao đây? Lúc trước Kỳ Linh giao thủ với Tư Gia Đạo Quân, tốc độ xuất kiếm của hắn so với Tư Gia Đạo Quân còn nhanh hơn nhiều. Đến hiện tại, sau khi lĩnh ngộ được sát tâm, kiếm của hắn hiện tại đã một lần nữa đột phá bình cảnh, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Quá nhanh, cố gắng hết sức ngăn cản, vì vậy cho nên ba gã Xích Sắt Thần Tướng mới liên tiếp trúng chiêu. Người thắng. Ba gã Xích Sắt Thần Tướng đều lùi sang một bên. Bắc Minh, lợi hại, kiếm của ngươi quá nhanh, so với Tư Gia Đạo Quân còn nhanh hơn. Ta đoán Quang Minh Vương cũng không nhất định có thể bị kịp được ngươi đâu. Có lẽ ngươi là người có tốc độ công kích đệ nhất trong các đạo quân rồi. Kiều Trần giáo chủ kích động nói. So với Quang Minh Vương còn nhanh hơn, không coi vào đâu cả. So với Hiểu Mộng Đạo Quân còn nhanh hơn, như vậy mới có thể được coi là đệ nhất nhân tốc độ. Kỳ Linh nói. Huyết nhận của Hiểu Mộng Đạo Quân có tốc độ thuần túy, vượt qua được Quang Minh Vương, đánh bại được Quang Minh Vương. Thôi, nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian đánh bại một gã Xích Sắt Thần Tướng cuối cùng đi. Kỳ Linh cũng không có thời gian để lãng phí, hắn lao thẳng về phía Xích Sắt Thần Tướng đang ngồi ở bên trên vương tọa kia. Đúng vậy. Kiều Trần giáo chủ cũng cầm trường côn trong tay, phóng tới tên Xích Sắt Thần Tướng cuối cùng kia. Tại một điện thính khác, năm người Lê Tinh Cung Chủ, Hành Vân Cung Chủ, Thạch Cửu, Tuyết Thoan, Tư Gia, Liên Thủ đã giết đến trước mặt Hắc Sát Thần Tướng. Thế nhưng Hắc Sát Thần Tướng lại rất là đáng sợ.
sợ rằng hắc giáp thần tướng có được đẳng cấp của bát đại thánh thành chi chủ. Năm người các ngươi lên thú muốn đâm trúng phủ văn hạch tâm trên ngực của hắn, căn bản là không có khả năng đâu. Tiểu thánh cười. Tiểu thánh, ngươi đạt được một khối động minh ngọc phù là đủ rồi, đừng quá tham lam. Lúc này năm người Lê Tinh công chủ đang phối hợp với ba gã xích sắt thần tướng để ngăn cản tiểu thánh đi vào điện, cũng đồng thời phải đánh bại tất cả các thần tướng. Tiểu thánh, ngươi căn bản không có hy vọng đâu. Lê Tinh, Thạch Cửu, Tuyết Thoan, Tư Gia, Hành Vân công chủ, bọn hắn liên thủ khiến cho tiểu thánh có áp lực khá lớn. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào đánh bại được ba gã xích sắt thần tướng kia. Giao thử một lát, phát hiện ra mình không có cơ hội, tiểu thánh lạnh nhạt cười nói. Hắc giáp thần tướng có thực lực quá mạnh, trừ phi các ngươi có thêm mấy người nữa giúp đỡ, hoặc là ít nhất ở phương diện nào đó có thể địch nổi bát đại thánh thành chi chủ thì mới có hy vọng. Luận thực lực, tiểu thánh cũng chỉ kém hơn đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ một ít mà thôi. Bất quá hắn có vũ trụ chi bảo, ở trên phương diện uy năng thuần túy đã có thể so sánh được với đẳng cấp này rồi, cho nên hắn và hắc giáp thần tướng chiến đấu rất lâu, tìm được sơ sót của đối thủ, đánh vào phủ văn hạch tâm ở trên ngực đối phương, như vậy cũng đã coi như là thắng rồi. Đánh vào phủ văn hạch tâm so với chính thức đánh bại cũng có khác nhau rất lớn. Như lúc Kỳ Linh, Kiều Trần và ba gã xích sắt thần tướng chém giết vậy, nếu như muốn bọn hắn hoàn toàn đánh bại ba người kia, căn bản sẽ không làm được. Thế nhưng chỉ cần động vào phủ văn hạch tâm, Kỳ Linh ỷ vào tốc độ của Tích Huyết Thức lại có thể làm được. Thôi, không chơi cùng các người nữa, ta đi xem đám người Bắc Minh vậy. Tiểu thánh cười cười, lại lập tức phiêu nhiên lùi về phía sau, nhanh chóng bay đi về một khu vực khác. Tại tầng thứ hai thế giới, ba khu vực liên thông với nhau. Vèo. Năm người Lê Tinh công chủ, Hành Vân công chủ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu thánh đi tới chỗ Bắc Minh rồi, Thạch Kiều nói. Bên Bắc Minh kia chỉ sợ sẽ nguy hiểm, bất quá hiện tại chúng ta cũng đành phải mặc kệ như vậy mà thôi, Lê Tinh công chủ nói. Chúng ta nắm chặt thời gian, liều mạng chế trụ hắc giáp thần tướng, từ đó tìm ra cơ hội. Chỉ cần chúng ta đánh trúng phủ văn hạch tâm trên người hắn là đủ rồi, như vậy là chúng ta thắng. Đúng vậy. Mỗi một người trong số bọn hắn đều hiểu rõ, càng về sau thì đạo quân đỉnh phong chạy đến sẽ càng ngày càng nhiều, cơ hội của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Hai người Kỳ Linh, Kiều Trần sóng vai đi thẳng về phía hắc giáp thần tướng. Hắc giáp thần tướng ngồi ở bên trên vương tọa cao cao, một tay vuốt vuốt động minh ngọc phù, nhàn nhã thích ý vô cùng. Hắn buông động minh ngọc phù xuống, đặt ở một bên trên vương tọa, sau đó lập tức đứng lên. Ngoại trừ đạo phù và ngoại vật, tất cả bí thuật lĩnh vực cùng với vô số thủ đoạn đều có thể thi triển ra được, hắc giáp thần tướng lạnh nhạt nói. Ồ. Kỳ Linh và Kiều Trần sững sờ. Bí thuật hình chiếu thế giới đều có thể thi triển ra ư? Trước đó một khi thi triển ra sẽ phải chịu áp chế. Đối mặt với kim giáp thần tướng, xích giáp thần tướng trước đó, Kỳ Linh đã từng thử qua hình chiếu thế giới và bí thuật, đáng tiếc tất cả đều bị áp chế. Còn về phần đạo phù ư, nhất định phải cấm. Dù sao đây cũng là nơi mà tư tộc Tây Tư tộc thiết kế để khảo nghiệm đối với đạo quân trong tộc đàn của mình. Nếu như dùng kỳ vật như đạo phù, như vậy căn bản sẽ không có ý nghĩa. Chín đại bí thuật hình chiếu thế giới. Kỳ Linh không chút do dự thi triển ra. Âm dương kim ý lĩnh vực ngập trời trực tiếp hàng lâm, đồng thời hình chiếu thế giới của Kỳ Linh cũng phủ xuống, bao phủ lên trên người hắc giáp thần tướng. Hắc giáp thần tướng lại rất là bình tĩnh, cạnh người xuất hiện một thanh chiến đao. Hình chiếu thế giới và bí thuật cũng không tệ. Bên ngoài thân của hắc giáp thần tướng bỗng nhiên xuất hiện ba tầng hắc quang, ba tầng lưu quang màu đen bảo hộ lấy thân thể của hắc giáp thần tướng, trực tiếp ngăn cản chín đại bí thuật và hình chiếu thế giới nghiền áp lên trên người hắn. Thế nhưng đáng tiếc đối với ta vẫn còn kém. Hắc giáp thần tướng lập tức rút chiến đao ra, xoẹt. Một đạo đao quang kinh diễm khủng bố màu đen lập tức xẹt qua trời cao, bổ về phía Kỳ Linh. Quá nhanh, khi rút đao thì đao mang đã đến trước mặt của Kỳ Linh. Đặc biệt nhìn đao mang kinh khủng màu đen kia, Kỳ Linh lập tức sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Đẳng cấp của bát đại thánh thành chi chủ ư? Kỳ Linh nhìn đạo đao mang kia đã lập tức hiểu ra thực lực của gã hắc giáp thần tướng này. Đao mang này luận tốc độ đã vượt qua được gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, luận uy lực càng không thua gì tiểu thánh, toàn bộ phương diện đều vượt qua đạo quân đỉnh phong. Xoẹt. Kỳ Linh đột nhiên hư không tiêu thất không còn tung tích. Phốc. Đao mang xẹt qua vị trí trước đó của Kỳ Linh,
trong âm dương ký miếu lĩnh vực tạo thành một cái hào sâu, sau đó lập tức khép lại. Thế nhưng thân ảnh của Kỳ Linh cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong trung cực kiếm đạo ngũ thức của Kỳ Linh, hai chiêu khác là phòng ngự mà thiên băng, tích huyết, vô ảnh đều có kỳ chỗ đặc thù. Vô ảnh thức hiện tại đã có thể vô tung vô ảnh, ngay cả thần niệm cũng không thể nào tra ra được. Tích huyết thức phối hợp với Bắc Hồng kiếm trở thành sát chiêu mạnh nhất của Kỳ Linh. Hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật bao phủ, tuy rằng không làm gì được địch nhân, thế nhưng cũng có thể làm cho địch nhân không có cách nào phá giải được vô ảnh thức của Kỳ Linh. Ồ, trốn tới nơi nào rồi vậy? Hắc Giáp thần tướng nhướng mày, lập tức vung tay bổ chiến đao ra, bổ ra bốn phương tám hướng. Ngươi không tìm thấy được ta đâu. Kiều Trần giáo chủ cười ha hà, lại biến thành sóng biển mãnh liệt mà đến, điên cuồng quấn chặt lấy Hắc Giáp thần tướng. Đao mang của Hắc Giáp thần tướng đã bị sóng biển của Kiều Trần giáo chủ ngăn cản, lại bị hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật ngăn cản. Ngay khi hắn vừa mới ra chiêu, thì Kỳ Linh đã biết rõ đao mang của Hắc Giáp thần tướng đã rơi xuống nơi nào, đương nhiên cũng đã sớm tránh ra được. Phốc, sương mù hình một thanh kiếm xuất hiện, đâm vào một tầng hắc quang ở bên ngoài thân thể của Hắc Giáp thần tướng. Phốc một cái nữa, ba tầng hắc quang liên tiếp bị đâm thủng, thế nhưng kiếm cũng nhanh chóng trở nên chậm chạp. Không xuất ra chiêu thì thôi, ra chiêu thì lập tức bắn tới trước mặt người. Sao, cái gì? Hắc Giáp thần tướng biến sắc, chiến đao trong tay lập tức lóe lên, định đi ngăn cản một kiếm này của Kỳ Linh. Chiến đao của hắn đánh ra một đao phòng ngự rất là hoàn mỹ, cơ hồ lập tức chặn lại một kiếm này của Kỳ Linh. Phốc 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 phốc. Ngay khi chiến đao của Hắc Giáp thần tướng và một thanh Bắc Hồng kiếm của Kỳ Linh đụng vào nhau, trong nháy mắt năm thanh Bắc Hồng kiếm khác cũng đột nhiên xuất hiện, biến thành năm thanh kiếm hình sương mù, đồng thời đâm xuyên qua ba tầng hắc quang kia. Cái gì? Bởi vì chiến đao đã bị Bắc Hồng kiếm của Kỳ Linh làm cho ảnh hưởng, cho nên tốc độ của Hắc Giáp thần tướng cũng đã chậm đi chút ít. Xoẹt. Năm thanh Bắc Hồng kiếm còn lại của Kỳ Linh quá là nhanh. Chiến đao ở trong tay Hắc Giáp thần tướng tạo thành một vòng tròn tinh diệu ở trước người. Cuối cùng phòng ngự vẫn là thứ chiếm cứ ưu thế, bởi vì phòng ngự chỉ cần phòng thủ tốt một mảnh nhỏ phạm vi ở xung quanh là đủ, mặc cho địch nhân có nhiều công kích hơn nữa thì cũng có thể ngăn cản lại. Thế nhưng mỗi một lần chiến đao va chạm với Bắc Hồng kiếm của Kỳ Linh đều sẽ làm ảnh hưởng đến chiến đao, ảnh hưởng tới chiêu thức phòng ngự của hắn. Phốc. Trong đó có một đạo kiếm hình sương mù đâm vào phù văn hạch tâm ở bên trên ngực của Hắc Giáp thần tướng. Sao, cái gì? Hắc Giáp thần tướng ngây ngẩn cả người, sững sờ đứng ở đó nói: Thua nhanh như vậy, đã thua rồi sao? Thua quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Hắc Giáp thần tướng cũng không thể tin được. Cái này xa xa, sáu gã kim sắp thần tướng đã sớm lui qua một bên, ba gã xích sắp thần tướng cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Luận thực lực, Hắc Giáp thần tướng có đẳng cấp Bát Đại Thánh Thành chi chủ, đương nhiên hắn so sánh với đế quân Bát Đại Thánh Thành chi chủ chính thức mà nói vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là chỉ có một thanh binh khí. Đế quân chính thức đều hiện ra sáu cánh tay để nghênh địch, mà Hắc Giáp thần tướng này bởi vì lúc trước Tây Tư tộc sắp xếp, cho nên cũng chỉ biết sử dụng một thanh chiến đao để nghênh địch mà thôi. Dù sao thực lực hơn kém quá lớn, vừa phất tay một cái thì đạo quân đỉnh phong cũng sẽ bị nghiền áp. Chỉ riêng ba tầng hắc quang ở bên ngoài thân thể, đạo quân đỉnh phong tầm thường dù đánh cũng không phá được. Coi như là tiểu thánh, tuy rằng tiểu thánh mạnh mẽ, thế nhưng tiểu thánh cũng chỉ có một kiện vũ trụ chi bảo mà thôi, cho nên tiểu thánh cũng chỉ có uy lực tay phải mới có thể đạt tới đẳng cấp Bát Đại Thánh Thành chi chủ. Hắn lại hiện ra sáu cái cánh tay, năm cánh tay khác uy lực cũng không đủ, cho nên mới dây dưa lâu đến như vậy. Kỳ Linh thì lại khác, Kỳ Linh có 6 thanh Bắc Hồng kiếm, mỗi một thanh đều rất là cao minh, cộng thêm vào đó tâm kiếm thuật, khiến cho 6 thanh Bắc Hồng kiếm của hắn có uy lực cực lớn, có thể đâm thủng ba tầng hắc quang ngăn cản ở bên ngoài. Mà vô ảnh thức lại khiến cho Hắc Giáp thần tướng không có cách nào liệu trước được tiên cơ. Khi Kỳ Linh ra tay cũng đã đâm thủng ba tầng hắc quang của hắn, đương nhiên cũng khiến cho hắn luống cuống tay chân. Kiếm của Kỳ Linh lại rất nhanh, 6 thanh đều rất nhanh, chẳng những nhanh mà lại còn quỷ dị khó lường. Vì vậy 6 thanh Bắc Hồng kiếm đối phó cũng chỉ có một thanh chiến đao Hắc Giáp thần tướng, mà lại tại vô ảnh thức tới gần đến trước người tập kích xuống, thoáng cái đã trúng chiêu. Ta dùng một đao cũng có thể đánh bay ngươi. Hắc Giáp thần tướng không thể tin được, khẽ lắc đầu nói: Ồ, thế nhưng đao quang của ngươi ngay cả một lần cũng không có chạm được vào người ta. Kỳ Linh lắc đầu, cuối cùng Hắc Giáp thần tướng cũng không phải là đế quân chân chính, ngay cả lĩnh vực bí thuật cũng không có. Như tiểu thánh dựa vào hình chiếu thế giới
và bí thuật cũng sẽ khiến cho vô ảnh thức của Kỳ Linh không có cách nào tới gần được, bởi vì một khi tới gần sẽ hiện ra chân thân. Để cho ta lặng lẽ không một tiếng động đến bên cạnh của ngươi mà lại không hề có một chút báo hiệu nào, dùng tốc độ 6 thanh Bắc Hồng kiếm của ta mà cũng không chạm phái phù văn hạch tâm trên ngực của ngươi, như vậy ta đây và Bất Đại Thánh Thành chi chủ cũng có chênh lệch cũng quá không hợp thế thường rồi. Kỳ Linh có chút thoải mái vì thực lực của mình, cũng thoải mái vì cuối cùng mình đã thành công. Động Minh Ngọc Phù. Kiều Trần thì nhìn chăm chăm vào Động Minh Ngọc Phù ở bên trên vương tọa, hai con mắt đều sáng lên vô cùng kích động. Chí bảo hợp đạo mạnh nhất trong truyền thuyết này đã hấp dẫn cơ hồ tất cả các đạo quân đỉnh phong trong vô tận cương vực. Kiều Trần hắn có thể thành công lấy được hay sao? Nhìn cái gì vậy, còn không đi lấy đi. Kiều Linh quát. Cái kia ta cầm sao? Kiều Trần vẫn có chút hổ thẹn, dù sau lần này chủ lực là Kỳ Linh, nhưng trên thực tế Kiều Trần cũng đã lập được công lao rất lớn, bởi vì Kiều Trần tùy hành bất tử chi thân của hắn vô cùng khó chơi. Hắn hóa thành sóng biển dây dưa với địch nhân, làm cho Kỳ Linh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không, chỉ có một mình Kỳ Linh xông lên, ngay cả tầng thứ nhất thế giới cũng sẽ bị nhốt lại. Ta đã nói cho ngươi cầm rồi, nếu như còn nói nhảm, ta sẽ đoạt đi đấy. Kỳ Linh nói. Vèo. Tay phải Kiều Trần duỗi ra, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng nắm lấy Động Minh Ngọc Phù ở bên trên vương tọa. Kiều Trần, cái tốc độ cái tay này của ngươi. Kỳ Linh trừng mắt. Ta xem thế nào cũng đã siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo rồi. Ê da, ngươi cứ cười nhạo đi, cứ việc cười nhạo ta đi, ta không quan tâm. Giờ phút này Kiều Trần giáo chủ rất đắc ý, cho dù Kỳ Linh có đánh vào người hắn trên trăm kiếm, trên ngàn kiếm thì hắn vẫn sẽ cười ha hả như trước. Kỳ Linh cũng cười, vốn trong lòng có một chút áy náy, hiện tại cũng đã tốt hơn rất nhiều. Xoẹt. Xa xa có một đạo lưu quang xuất hiện, bay đến khu vực này, người này chính là Tiểu Thánh. Chư vị đạo quân. Một đạo thanh âm to lớn vang lên mỗi một chỗ trong toàn bộ Xích Ba Điện. Ba miếng Động Minh Ngọc Phù thì miếng thứ hai đã bị Kiều Trần đạo quân lấy được rồi. Thân thể của Tiểu Thánh run lên, hắn vốn tràn ngập chiến ý, thế nhưng lúc này lại giống như phàm nhân bị dội một gáo nước lạnh trên đầu vậy, cả người giật mình. Hắn đắp xuống bên trong điện thính cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn về phía Kỳ Linh và Kiều Trần đang ở bên cạnh vương tọa xa xa. Sao các ngươi? Tiểu Thánh khó có thể tin, quá nhanh, hắn cũng chỉ vừa mới đạt được mà thôi, đám người Kỳ Linh chỉ có hai người liên thủ mà cũng đã thành công rồi hay sao? Ha ha, ở trong tay của ta có bản lĩnh thì đến mà đoạt đi. Kiều Trần rất là đắc ý, thủy hành bất tử thân của hắn quả thực không sợ bất kỳ một tên đạo quân nào. Kỳ Linh đứng ở bên cạnh Kiều Trần cũng cười nhìn qua Tiểu Thánh. Tiểu Thánh, người đã tới chậm rồi. Đồng tử của Tiểu Thánh co rụt lại, lập tức nhếch miệng cười cười. Bác Minh, bội phục, bội phục. Không có vũ trụ chi bảo, chỉ có một mình Kiều Trần huynh hỗ trợ mà ngươi lại đánh bại rất nhiều thần tướng, còn đem Động Minh Ngọc Phù nhường cho Kiều Trần. Cảm nhận của Kiều Tiểu Thánh đối với Kỳ Linh đã có chút biến hóa. Lần trước chém giết như vậy, thế nhưng Động Phù lại trong tay của Thiên Nhất Đạo Quân. Lần này hiển nhiên Kỳ Linh là chủ lực, thế nhưng lại tặng Động Minh Ngọc Phù cho Kiều Trần. Tiểu Thánh rất rõ ràng, đối mặt với Động Minh Ngọc Phù mà còn có thể như vậy, bằng hữu như vậy tuyệt đối đáng để tương giao. Người cũng chỉ hơi chậm một chút mà thôi, nếu không ta và Kiều Trần sẽ rất là phiền toái. Kỳ Linh nói. Hiện tại đám người Lê Tinh Cung Chủ bên kia, Động Minh Ngọc Phù còn chưa có bị lấy đi, không bằng ta và ngươi lên thủ chém giết để đoạt lấy. Ta và ngươi nếu như chỉ có một mình, căn bản không có hy vọng đoạt được. Thế nhưng nếu ta và ngươi lên thủ thì vẫn có hy vọng rất lớn. Đến lúc đó miếng Động Minh Ngọc Phù kia của ai thì phải xem ai nhanh hơn. Tiểu Thánh mở miệng nói. Năm người Lê Tinh Cung Chủ lên thủ cũng đã đủ cuốn lấy Tiểu Thánh, huống chi còn có ba gã Xích Sắp Thần Tướng, một gã Hắc Sắp Thần Tướng. Những người này đều là trở ngại rất lớn, cho dù liên thủ với Kỳ Linh thì cũng chỉ có hy vọng mà thôi. Hiện tại Tiểu Thánh cảm thấy Kỳ Linh đáng giá để tương giao, cho nên mới muốn lôi kéo Kỳ Linh. Không được. Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Người không lẫn vào chuyện này sao? Tiểu Thánh kinh ngạc nói. Ta không muốn dây dưa vào. Kỳ Linh nói. Một khi Động Minh Ngọc Phù rơi vào tay ai, muốn cướp đoạt lại rất khó, thậm chí còn khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiểu Thánh lại lần nữa khuyên bảo, trong những đạo quân này, người hắn quan trọng duy nhất cũng chỉ có Kỳ Linh mà thôi. Thôi, không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Kỳ Linh nói. Nhưng vậy ta đây cũng không bắt buộc nữa. Tiểu Thánh nói xong lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía đám người Lê Tinh Cung Chủ.
Hắn chính là đạo quân đỉnh phong, một miếng động minh ngọc phù chỉ có thể suy diễn được một bộ phận hợp đạo mà thôi. Cho nên thứ như động minh ngọc phù này đương nhiên phải càng nhiều thì càng tốt. Đối với đạo quân mà nói, trái cây cho dù có chân quý, thế nhưng đối với hợp đạo có trợ giúp hay sao? Tất cả ngoại vật đều là hư ảo, hợp đạo mới là thứ mà đạo quân đỉnh phong như tiểu thánh chú ý. Lực chú ý của bọn hắn đối với tầng thứ 3 thế giới đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần nói. Chúng ta thật sự không đi chiếm hay sao? Bạc Minh, chúng ta đi đoạt vẫn có chút hy vọng. Kiều Trần không nhịn được nói. Hắn vừa đạt được một miếng động minh ngọc phù, đương nhiên cũng muốn chiếm cho Kỳ Linh một phần khác. Số lượng đạo quân đỉnh phong càng ngày càng nhiều, chính bọn hắn không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác đơn giản đạt được đâu. Kỳ Linh nói. Một miếng động minh ngọc phù cuối cùng, một khi nổ ra tranh đoạt nhất định sẽ rất là điên cuồng, khả năng chúng ta lấy ra được chưa tới một thành. Kiều Trần lập tức nói. Khả năng dù thấp thì cũng phải thử xem, đợi về sau ai được thì chúng ta lại đi đoạt lại của họ là được rồi. Kỳ Linh trực tiếp đi về phía vương tọa. Kiều Trần cũng gật đầu rồi đi tới bên cạnh vương tọa. Oanh, một cỗ uy năng lấy vương tọa làm trung tâm tràn ngập ra bên ngoài, tức thì bao phủ Kỳ Linh và Kiều Trần. Xoẹt một cái, hai người bọn họ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sở dĩ Kỳ Linh không xen vào là vì có mấy nguyên nhân. Một là sẽ có rất nhiều đạo quân đỉnh phong, đánh không lại ngươi thì muốn phá hỏng chuyện của ngươi cũng rất là đơn giản. Thứ hai là Kỳ Linh là người của Mang Nhai Quốc, bị lời thề bản mạng trói buộc. Mang Nhai Quốc cấm chém giết lẫn nhau, như Thạch Cửu, Hành Văn công chủ, Lây Tinh công chủ vậy. Kỳ Linh căn bản không có cách nào động thủ với bọn họ cả. Đến lúc đó sẽ bó tay bó chân khắp nơi, khả năng đạt được động minh ngọc phù sẽ thấp hơn rất nhiều. Thứ ba là sự trợ giúp của động minh ngọc phù đối với Kỳ Linh thực sự rất thấp. Một khi hắn đạt được tới tứ bộ đạo quân, trung cực kiếm đạo sẽ đáng sợ tới đâu cơ chứ. Mà động minh ngọc phù chỉ có thể mô phỏng suy diễn ra được một bộ phận rất ít mà thôi. Đối với các đạo quân đỉnh phong khác mà nói, có khả năng động minh ngọc phù sẽ giúp đỡ cho bọn hắn suy diễn một bộ phận, trợ giúp rất lớn. Thế nhưng đối với Kỳ Linh mà nói, trợ giúp lại quá thấp. Thứ tư là Kỳ Linh càng để ý tới việc cứu sống sư tỷ Dư Vi của mình hơn. Nếu như có thể một nhà đoàn tụ, như vậy cho dù có được 10 vạn 8000 hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ thì hắn cũng rất thỏa mãn rồi. Còn về phần hợp đạo, không phải là chuyện mà sức người có khả năng quyết định được, mà muốn cứu được Dư Vi sư tỷ, như vậy cũng cần phải chuẩn bị đủ loại bảo vật, lại phải đi mời đại năng cường đại chính thức, mà trái cây trong Xích Ba Điện lại khiến cho các chúa tể đạo minh điên cuồng như vậy, đương nhiên hắn phải cố gắng thu nó tới tay. Xoẹt. Kỳ Linh có cảm giác gió lạnh ở chung quanh gào thét, hắn lập tức nhìn qua chung quanh. Dưới chân là một mảnh nham thạch hoang vu, ở phía trước là một cái thâm uyên sâu không thấy đáy. Một bên có 7 loại xiềng xích màu sắc khác nhau kết nối với bờ bên kia, mà cả vùng đất nham thạch kia có một khối lệnh bài màu vàng, 8 góc bên trên còn có văn tự kỳ dị. Kỳ Linh vừa nhìn cũng đã biết được ý nghĩa của nó là số 3. Phía trước mặt đất nham thạch kia chính là một tòa thâm uyên khác. Một đầu xích sắt 3 màu kéo ngang qua thâm uyên này, kết nối với một tòa đế tế đàn. Phía dưới tế đàn cũng có một khối lệnh phù, bên trên khối lệnh phù kia có 5 văn tự kỳ dị, mà tế đàn lại có từng bậc thang, bên trên tế đàn cũng có một khối lệnh phù có 8 văn tự kỳ dị. 3, 5, 8. Trong lòng Kỳ Linh khẽ động. Bắc Minh, dựa theo lời của thần thục sứ trước đó, tổng cộng có 9 phần lệnh phù, trong đó lệnh phù thứ 9 là lợi hại nhất, tiếp theo là 6, 7, 8, tiếp theo nữa là 3, 4, 5, cuối cùng là 1, 2. Kiều Trần nói. Kỳ Linh gật đầu. Xoẹt một cái, bên cạnh hắn lập tức có quang mang ngưng tụ thành bộ dáng một nam tử mặc áo bào màu trắng, chính là Giới Linh Bồ La. Giới Linh Bồ La mỉm cười nhìn Kỳ Linh và Kiều Trần nói. Hai người các ngươi quả thực đủ dứt khoát mà, đi thẳng tới tầng thứ 3 thế giới này. Hiện tại ở trong tầng thứ 2 thế giới kia vẫn đang tranh đấu vô cùng điên cuồng, dùng thực lực của các ngươi có lẽ cũng có thể tranh đoạt được một miếng ở trong đó. Chúng ta vẫn muốn nhanh chóng hái những trái cây này hơn. Kỳ Linh nói. Được rồi. Giới Linh Bồ La nói. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, tầng thứ 3 thế giới này bất luận một gã đạo quân nào cũng chỉ có thể lựa chọn một thông đạo để tiến lên mà thôi. Nói xong, Giới Linh Bồ La vung tay lên, lập tức sương mù ở hai bên trái phải phía trên trời đều tiêu tán, hiện ra hai nơi khác, cũng là mặt đất nham thạch, cũng là tâm uyên, cũng là tế đàn. Tầng thứ 3 thế giới, 3 lối đi. Giới Linh Bồ La nói. Một khi đã lựa chọn đạp vào một cái thông đạo thì sẽ không thể tiếp tục đạp vào một cái thông đạo khác đâu.
đây cũng là vì đề phòng một tên đạo quân đạt được quá nhiều lệnh phù. Kỳ Linh Kiều Trần khẽ gật đầu. Sao? Như vậy ta có thể đi cướp đoạt của người khác được không? Kỳ Linh đột nhiên hỏi. Ồ, nếu như ngươi thực sự lợi hại, có thể từ trong tay các đạo quân khác cướp đoạt được lệnh phù, thì có thể thỏa thích mà đoạt. Cho dù có cướp toàn bộ chiến lệnh phù đến tay thì cũng không có gì cả. Giới Linh Bồ La nói. Ba lối đi đều có lệnh phù, giá trị có cao có thấp, bất quá trình thể lại không kém nhau quá nhiều. Các ngươi tự mình lựa chọn tiến vào thông đạo nào đi. À, các ngươi là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 3 thế giới này. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, giá trị của lệnh phù thứ 9 cực cao. Nói xong, Giới Linh Bồ La cười cười lập tức tiêu tán. Sao bây giờ Bắc Minh? Kiều Trần nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Đi tới một thông đạo khác nhìn xem. Kỳ Linh nói. Ừ, đi. Lúc này, Kiều Trần và Kỳ Linh hóa thành hai đạo lưu quang bay đi về phía thông đạo khác. Rất nhanh, đã xuyên qua bình chướng giữa hai khu vực, đi tới một cái thông đạo khác. Thị lực của Kỳ Linh và Kiều Trần đều cực kỳ kinh người, liếc mắt đã nhìn thấy được ba khối lệnh phù ở bên trên một thông đạo. Theo thứ tự là 1, 4, 9. Lệnh phù thứ 9 ở bên kia. Kỳ Linh trịnh trọng nói. Như vậy, thông đạo cuối cùng chính là lệnh phù thứ 2, lệnh phù thứ 6 và lệnh phù thứ 7 rồi. Ba lối đi theo thứ tự là 1, 4, 9. Cái thứ hai là 2, 6, 7. Lối đi thứ ba là 3, 5, 8. Ba lối đi giá trị trình thể không kém nhau quá nhiều. Bất quá trái cây của lệnh bài thứ 9 là 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được. So với bất luận trái cây gì cũng còn chân quý hơn. Càng là trái cây đỉnh điểm thì lại càng không thể thay thế, giá trị cũng lại càng cao. Kỳ Linh nói. Ta sẽ lựa chọn thông đạo trước mặt này, phải thu được lệnh bài thứ 9 tới tay. Kỳ Linh đã học qua đan dược thất chương, hắn rất rõ ràng luyện đan nhất đạo có một chút tài liệu luyện đan có thể thay thế, tối đa giá trị cũng chỉ hạ thấp đôi chút mà thôi. Thế nhưng càng là đan dược không thể tưởng tượng nổi thì tầm quan trọng của một ít dược liệu chủ yếu lại càng cao. Trái cây trong khu vực của lệnh phù thứ 9 là những trái cây duy nhất trong Xích Ba Điện 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được. Lực hấp dẫn đối với Vĩnh Hằng Đế Quân có thể sẽ cực cao. Bọn hắn thậm chí còn nguyện ý đưa ra giá cả gấp nhiều lần để mua. Kỳ Linh phải dựa vào cái này thì mới có hy vọng mời đại năng đi phục sinh cho sư tỷ Dư Phi. Như vậy ta đây sẽ lựa chọn một thông đạo khác vậy. Thứ hai, thứ sáu và thứ bảy. Kiều Trần nói. Sao? Ngươi và ta tách ra ư? Như vậy... Kỳ Linh nhịn không được nói. Đừng quá lo lắng. Kiều Trần cười nói. Ta có thủy hành bất tử thân, ai cũng không giết được ta. Hơn nữa, mỗi một gã đạo quân cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thông đạo mà thôi. Nếu như ta chọn người giống như ngươi, ta và ngươi liên thủ, chẳng phải cũng chỉ đạt được có 3 phần lệnh phù thôi sao? Ta và ngươi tách ra, nhiều nhất sẽ có hy vọng đạt được trọn vẹn 6 phần. Chỉ cần ta có được lệnh phù, tất cả đều là của Bắc Minh ngươi. Trước đó, ngươi giúp ta có được Động Minh Ngọc Phù. Hiện tại, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đạt được một ít lệnh phù. Tuy rằng những lệnh phù này, đối với các đạo quân như chúng ta mà nói, còn xa không có chân quý bằng Động Minh Ngọc Phù. Thế nhưng ta cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn cả. Động Minh Ngọc Phù đến tay, ta tuyệt đối sẽ không mang nó ra. Tốt, rất tốt. Kỳ Linh cũng hiểu rõ tâm tư của hào hữu mình. Hắn đã đem Động Minh Ngọc Phù tặng cho đối phương. Nếu như đối phương không đền bù tổn thất một ít thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bởi vì các đạo quân tới một bước này làm việc đều không muốn vi phạm đạo tâm. Một khi cảm thấy thua thiệt người nào đó, tất cả đều nghĩ biện pháp để đền bù tổn thất. Đương nhiên cũng có một chút đạo quân tà ác, đạo tâm của bọn hắn đều là tà ác, trở mặt, cướp đoạt, hãm hại, phản bội, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Bởi vì đây chính là đạo tâm của hắn, cho nên càng là đạo quân tà ác thì rất khó có hảo hữu sinh tử chính thức. Như Tuế Mộng vậy cũng là dựa vào thủ đoạn tâm lực mà dẫn đạo, dần dần lúc Sử Vương còn nhỏ yếu khiến cho Sử Vương trung thành tuyệt đối với hắn. Chỉ sợ chúng ta sẽ tiêu hao không ít thời gian ở trong tầng thứ 3 thế giới này đâu. Kỳ Linh nói. Ngươi hoàn toàn có thể rút ra thời gian 1 tháng, dùng Động Minh Ngọc Phù. Chỉ cần ngươi dùng xong, đến lúc đó trực tiếp công khai phát ra lời thề với bên ngoài, nói ngươi dùng rồi, như vậy các đạo quân khác cũng sẽ không đến mức đuổi theo giết ngươi đâu. Được. Kiều Trần gật đầu. Ta đã hiểu rồi, ta đi đây. Kiều Trần nói. Vèo. Nói xong, Kiều Trần bay đi về phương hướng một cái thông đạo. Kỳ Linh đưa mắt nhìn hắn rời đi,
lập tức hắn nhìn về thông đạo ở phía trước mặt mình. Đây mới là thứ quan trọng nhất với hắn, nhất định hắn phải đi đến cuối cùng, đạt được tấm lệnh phù thứ 9 kia. Sao? Cây cột trụ kia... Kỷ Linh nhìn thấy ở biên giới Thâm Uyên có một cây cột trụ, bên trên cột trụ có văn tự rậm rạp chằng chịt. Những văn tự này không có huyền bí giống như huyễn trần văn tự, thanh hoa ấn ký hay là ba chữ xích ba điện. Thế nhưng cũng không phải là bất luận một loại văn tự nào mà Kỷ Linh đã từng gặp. Có thể nhìn ra thì cũng có thể hiểu rõ ý tứ đại khái của nó. Muốn thông qua Thâm Uyên thứ nhất thì cần học xong pháp môn sinh mệnh ư? Kỷ Linh nhìn qua lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bất kỳ một tính mạng nào đều có được khí tức sinh mạng đặc biệt. Đây là khí tức có nguồn gốc từ hồn phách chân linh. Mặc kệ bất luận một loại thần thông biến hóa gì, như các loại bất kiểu huyền công, thậm chí còn cao hơn nhiều, thì cũng chỉ có thay đổi một ít khí tức phóng ra ngoài. Khí tức bản chất sinh mạng chính thức là thứ không có cách nào thay đổi được. Khí tức hồn phách chân linh có thể nói là phương pháp tốt nhất để phân biệt rõ thân phận. Cái này pháp môn sinh mệnh ư? Lại có thể thay đổi khí tức hồn phách chân linh sao? Kỷ Linh khó có thể tin. Nếu như ngay cả khí tức của hồn phách chân linh mà cũng có thể biến hóa được, như vậy ai biến hóa bộ dạng rồi xuất hiện trước mặt ta, ta căn bản cũng không phân biệt ra được. Đáng sợ, thực sự là rất đáng sợ. Ví dụ như ai đó biến thành Bồ Đề lão tổ xuất hiện ở trước mặt mình vậy, ngay cả khí tức hồn phách chân linh đều giống nhau, như vậy Kỷ Linh căn bản sẽ không có bị phòng bị. Nếu như đột nhiên bị đánh lén, rất có thể Kỷ Linh sẽ bị trúng chiêu. Tây Tư tộc này thật là đáng sợ mà, pháp môn như vậy cũng có thể sáng tạo ra mà tạo ra được. Ở trong vô tận cương vực, căn bản ta chưa từng nghe nói qua. Tây Tư tộc bọn hắn lại đặt thứ này ở tầng 3 thế giới, hiển nhiên chỉ sợ rất nhiều đạo quân đỉnh phong của Tây Tư tộc để có thể có pháp môn như vậy. Kỷ Linh âm thầm hồi hộp, đạo quân đã đáng sợ như thế, như vậy Vĩnh Hằng Đế Quân còn như thế nào đây? Khó trách Tây Tư tộc đã từng mưu toan nô dịch tất cả các tu hành giả, như Ngô Tinh Hải cũng chỉ là một chỗ chiến trường thượng cổ trong đó mà thôi. Vèo, rất nhanh Kỷ Linh đã xem trọn bộ pháp môn sinh mệnh này. Lúc này hắn mới hơi buông lòng ra một hơi. Pháp môn sinh mệnh này cũng không phải là không có bất kỳ sơ hở nào. Ví dụ như hảo hữu chí thân, tình cảm thâm hậu, chỉ cần một ánh mắt là sẽ hiểu rõ suy nghĩ của đối phương vậy. Chỉ cần người khác biến thành, hiển nhiên chuyện ăn ý do thời gian dài bồi dưỡng này sẽ không có. Cho nên đây cũng là một trong những sơ hở. Cũng không biết pháp môn sinh mệnh cảm giác được khí tức hồn phách chân linh là chí thân, mặc dù cảm thấy có chút quái dị, thế nhưng cũng sẽ không quá hoài nghi. Có lẽ chỉ nghĩ rằng hảo hữu chí thân của mình đã gặp phải một ít chuyện phiền lòng, cho nên mới là như thế. Sơ hở chính thức cũng là lớn nhất của pháp môn sinh mệnh, chính là nhân quả. Nhân quả tương liên, đây là thứ có liên hệ ở tầng thứ càng cao. Trong tối tăm, như một ít người rất có nghiên cứu ở bên trên nhân quả vậy. Lúc giết chết địch nhân, thậm chí còn có thể theo cảm ứng nhân quả đem tất cả nguyên thần thứ hai, pháp thân của địch nhân mà diệt sát. Hơn nữa, một ít người từng có giao tình, thậm chí trong lúc nói chuyện phiếm với nhau cũng có nhân quả dây dưa. Như Kỷ Linh và hảo hữu chí thân vậy, nhân quả dây dưa sẽ đậm đặc hơn. Giống như chúa tể Mang Nhai Quốc, Kim Tự Đế Quân của Đạo Minh cũng sẽ có một chút nhân quả dây dưa, bởi vì hắn đã từng gặp mặt rồi tán gẫu qua với bọn họ. Nếu như ai dám can đảm ngụy trang thành Kỷ Linh xuất hiện ở trước mặt chúa tể Mang Nhai Quốc như vậy, dùng thực lực của chúa tể Mang Nhai Quốc đã có thể nhìn trộm ra cảm ứng nhân quả. Hắn có thể lập tức phát hiện ra người ngụy trang và mình không có nhân quả gì, cho nên người này tuyệt đối không phải là Kỷ Linh. Nếu như có thể cảm ứng được nhân quả, đạo quân cơ hồ đều không làm được. Kỷ Linh lắc đầu. Mặc dù là Vĩnh Hằng Đế Quân, phần lớn đều không làm được, trừ phi là trung tâm nghiên cứu hoặc là thực lực cực cao. Vạn pháp tương thông, Kỷ Linh không có nghiên cứu pháp môn thời gian không gian, thế nhưng kiếm thuật của hắn khi cao đến cấp độ nhất định thì cũng có thể siêu việt thời gian không gian. Như đạo phù của kiếm đạo chúa tể chết đi vậy, đạo phù vừa ra chấn áp thời không, chấn áp tất cả nhân quả cảm ứng. Pháp môn sinh mệnh này vẫn rất là nghịch thiên, Kỷ Linh thầm nghĩ. Nếu như mình học được pháp môn này, ngụy trang thành một phân thân đi gặp Minh Lan chúa tể của cổ tu hành giả nhất tộc, Minh Lan chúa tể chưa bao giờ gặp qua ta, lại không có nhân quả dây dưa, chỉ sợ cũng sẽ bị mình giấu giếm lừa dối. Cho nên pháp môn này tuyệt đối là pháp môn đáng sợ, có thể che giấu tung tích, lẫn vào một thế lực nào đó. Tây Tư tộc chỉ sợ đã dựa vào pháp môn này để sắp xếp cho không ít đạo quân thẩm thấu vào trong từng nhánh thế lực tu hành giả, Kỷ Linh thầm nghĩ. Bất quá Tây Tư tộc đã xong rồi, ngay cả pháp môn bậc này cũng đã bị tu hành giả nắm giữ. Xiềng xích bảy màu của Thâm Uyên thứ nhất
mỗi một màu đều đại biểu cho một loại khí tức hồn phách chân linh. Phải biến hóa ra khí tức hồn phách chân linh giống y hệt thì mới có thể bình yên đi qua. Nếu như khí tức hồn phách chân linh khác biệt thì sẽ bị rơi xuống thâm uyên vô tận, thân tử hồn diệt. Tây Tư tộc Ma Luyện Đạo Quân cũng vô cùng tàn khốc. Sinh mánh Kỳ Linh vừa học pháp môn này cũng lại càng cảm giác được Tây Tư tộc ở trên nhiều khía cạnh đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Ví dụ như ở bên trên hồn phách chân linh vậy, so sánh với vô tận cương vực còn cao sâu hơn rất nhiều, nếu không cũng không ra được pháp môn bậc này. Kỳ Linh lại không biết, tuy rằng Tây Tư tộc đã bị diệt, thế nhưng sau khi Tây Tư tộc bị diệt vẫn còn sót lại vô số bảo vật và pháp môn. Những thứ này ở vô số nơi đều diễn tới tranh đoạt, mà Xích Ba Điện cũng chỉ là một trong những bảo vật còn sót lại của Tây Tư tộc mà thôi. Ngưng. Mượn bảo vật thời gian, bên ngoài mới qua đi được hơn nửa tháng, một chút hồn phách và thần niệm luyện thành tính mạng chi uy. Tầng tính mạng chi uy vô hình này có thể ngụy trang thành khí tức của bất luận một loại hồn phách chân linh nào mà Kỳ Linh đã từng xem qua. Ảnh hưởng của một chút hồn phách thần niệm đối với thực lực có thể xem nhẹ. Dù sao Kỳ Linh cũng là tâm lực tu hành giả, cảnh giới lại đủ cao, cho nên muốn học pháp môn này vẫn có chút dễ dàng. Thành rồi. Kỳ Linh thu nhà gỗ thời gian, hai mắt nhìn về phía cây cột trụ kia, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc cho thực lực ngập trời tới đâu, thế nhưng Tây Tư tộc này lại quá điên cuồng, kết quả cuối cùng tự chịu diệt vong. Kỳ Linh cũng hiểu rõ, hiểu biết của mình đối với Tây Tư tộc này là do Giới Linh Bồ La, thần thục sứ nói với mình, cho nên thứ mà hắn biết có khả năng chỉ là một góc của băng sơn, chân tướng rốt cục như thế nào hiện tại vẫn còn khó mà nói được. Thần thục sứ cũng chỉ là tồn tại mà Tây Tư tộc sáng chế ra để chiếu cố Xích Ba Điện mà thôi, luôn ở trong này, không có cách nào rời khỏi Xích Ba Điện được. Giới Linh Bồ La có thể nói chỉ là một tôi tớ của Dịch Ba Đế Quân. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 222 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 223.